Hôm nay Vân sẽ quay cách Vân cắt bắp cải để ăn sống sao cho ngon như trong các nhà hàng Nhật ha. Đầu tiên Vân chuẩn bị một tô nước thật là nhiều như thế này để ngâm bắp cải. Vân cũng cho đá vào thật là nhiều. Vậy thôi ha, chỉ nước và đá lạnh, không bỏ muối. Khác với cách chế biến các món nộm gỏi rau của Việt Nam mình là hay bóp với muối trước cho rau ra nước. Cũng vì thế mà rau trong các món gỏi thường mềm yếu chứ không có căng cứng và mọng nước. Bắp cải để ăn sống kiểu này thì phải đạt tiêu chuẩn giòn và cứng cáp, căng nước để khi ăn vào là có thể cảm nhận ngay độ tươi, giòn và ngọt tự nhiên của rau. Vân tách bỏ phần lá già và hư hỏng bên ngoài bắp cải để bỏ đi. Vân sẽ rửa sạch lớp bên ngoài này. Khi chọn mua bắp cải, Vân thường thích chọn trái chắc và nặng. Trái nào cầm trên tay thấy nhẹ hều là biết ngay ở bên trong thường lỏng, các lớp lá không xếp khít với nhau. Đầu tiên bổ đôi ngang trái bắp cải ra làm hai phần như vậy. Phần cuốn có các cọng lá to như thế này nên cách cắt sẽ khác một tí. Vân để cắt sau. Vân bổ đôi phần này ra như vậy ha. Rồi Vân cắt ra từng phần mỏng hơn như thế này cho dễ cắt. Tách sao cho các lớp lá không bị rời ra càng tốt. Tách ra làm 3 phần như vậy. Lật ngược trở lại. Vân ép nó dẹp dẹp xuống như thế này cho dễ cắt. Bắt đầu cắt từ ngoài vào trong. Một tay ấn đè các lớp lá xuống, một tay cắt. Rồi cứ thế vừa dịch tay từng ly một, vừa cắt mỏng ra từng sợi. Cắt sao cho sợi bắp cải càng dài càng tốt. Cứ thế vừa dịch tay từng ly một, vừa cắt ra từng sợi mảnh. Sợi bắp cải thành mảnh và đều nhau chưa? Sợi rau mới cắt xong sẽ trông mềm và yếu như thế này ha. Cắt mỏng sao cho đều, lúc đầu chưa quen sẽ khó cắt đều, nhưng khi quen rồi sẽ rất là thích. Cắt xong thì Vân ngâm ngay vào tô nước đá lạnh. Ấn chìm bắp cải để nó ngập trong nước như vậy. Ngâm bắp cải vào nước đá lạnh nhằm làm cho bắp cải giòn và hết mùi bắp cải sống. Vân cắt tiếp các phần lá còn lại cũng tương tự như vậy. Trở ngược nó xuống, đè cho lá dẹp xuống vẳng trên thớt cho dễ cắt. Bắp cải cắt mỏng như thế này thường thấy ở nhà hàng Nhật, được ăn kèm với thịt heo chiên xù. Còn trong các món ăn Việt Nam mình, đặc biệt là các món ăn ở miền Trung, các bạn sẽ thấy món rau sống miền Trung thường có rau bắp cải thái sợi mỏng trộn chung với các loại rau khác. Ở bang của Vân đang sống thì không được phép bán rau muống, nên Vân chuẩn bị rau bắp cải như thế này để thay thế cho các món cần rau muống chẻ. Nói chung là khi không có thì làm cái khác thay thế, và khi đã ăn quen rồi lại có khi thấy ngon hơn lối cũ. Phần trong cùng này hơi dày, nhưng các lớp lá càng vô bên trong càng dính chặt vào nhau hơn. Nếu tách mỏng ra lá sẽ bị gãy vụn, nên Vân không tách mỏng ra mà để nguyên khối dày như vậy cắt luôn. Dày thế này thì khó cắt nhanh hơn là lớp mỏng. Vân hay cắt đến khi mặt còn lại mỏng hơn là Vân trở qua như vậy để cắt cho dễ. Lớp lá mỏng hơn nên dễ cắt nhanh hơn. Nhớ cong móng tay vào bên trong để dao không cắt vào móng. Dán các ngón tay như vậy. Bây giờ đến nửa phần còn lại là phần cuốn.
phần này có sống lá to. Vân cũng vỗ đôi phần này ra như vậy. Cắt bỏ phần cùi ở giữa này bỏ đi nè. Bởi vì sống lá rất to và cứng, ăn sống không ngon. Khi cắt ra rau cũng sẽ có sợi to, sợi nhỏ, không đồng đều nên phải loại sống lá ra trước khi thái sợi. Vân tách rời một lá ra, cắt dọc theo sống lá to để loại sống lá đó ra. Như vậy ha. Xong rồi xếp các mép lá cho bằng nhau. Cứ thế lá nào có sống lá to thì cắt sống lá ra. Phần sống lá này Vân dùng làm rau xào. Chồng từng lá một lên nhau sao cho các mép lá đều nhau. Rồi thái mỏng. Lúc đầu cắt sẽ không được nhanh, nhưng càng cắt thì càng quen tay và sẽ cắt rất mỏng nhưng vẫn rất nhanh mà không cắt vào tay. Cắt xong đến đâu thì ngâm bắp cải ngay vào nước đã lạnh đến đó. Cứ thế cắt hết bắp cải sú thì đây là phần sống lá to loại ra. Vân sẽ dùng phần này cho món rau xào. Còn phần cùi này bỏ đi. Vân thường vớt rau cải ra và bỏ đi lượt nước đá lạnh đầu tiên. Xong Vân ngâm trở lại với nước có đá lạnh mới thêm vài tiếng rồi mới ăn, hoặc bỏ vào tủ lạnh qua đêm càng tốt. Bỏ đi nước đá lạnh đầu tiên và ngâm vào nước đá lạnh mới để rau cải nhẹ bớt mùi nồng của rau cải sống, và như vậy ăn sống sẽ ngon hơn. Bắp cải sau khi để cho ráo nước, bỏ vào túi kín trữ tủ lạnh 5 ngày, rau ăn vẫn giòn và ngon. Bắp cải thái mỏng như vậy ăn sống rất ngon miệng, mà dùng làm nền cho món ăn cũng rất hấp dẫn nữa. Món há cảo chiên giòn kiểu Nhật của Vân nè. Hấp dẫn chưa? Món tonkatsu này luôn có bắp cải sống thái mỏng như vậy. Món chiên nhiều dầu mỡ nên phải ăn kèm với thật nhiều rau sống để trung hòa trở lại. Hoặc chỉ một đĩa bắp cải thái mỏng để ăn thay cho rau muống chẻ vì không có rau muống là Vân cũng mãn nguyện lắm á. Vân dùng lá sen cạn để lót và hoa sen cạn để trang trí cho đẹp mắt. Xong rồi ăn luôn cả hoa và lá, vì sen cạn là một loại thảo dược. Vân hy vọng các bạn sẽ nhiệt tình chia sẻ video của Vân. Và nhớ bấm nút theo dõi kênh để nhận video món ngon từ kênh ha. Vân xin cảm ơn và hẹn gặp lại.